Trận thiên tai vừa qua thì được gây những thiệt hại rất là lớn cho bà con nhân dân Mường La. Bản thân tôi được cảm thấy rất là cảm và thương bà con, nên là cảm thấy mình cần có cái gì đó để giúp cho bà con ở đây. Cũng như là chúng tôi đã giúp bà con xây dựng lại trường học, là cho những các phần quà cho bà con để khắc phục được và giải quyết những khó khăn phần nào đó cho bà con. Hy vọng thì qua cái chương trình này góp một phần tạo cảm hứng cho nhiều người để cùng chung tay góp sức giúp bà con nhân dân Mường La. Anh ơi cho em 2, 3